Okay, this is Thana Simpanan. There's no English here, but there's a house here. I guess they're guarding the cemetery. So đây là khu vực đã chôn người người Việt. Look at this tree. It's incredible. So the mass grave is here. Yeah. Many people here. It's not many. The many over there. I bring you. Okay. Yeah. But some over here, right? Yeah, you can. Go there. Đây là mộ đây nè, Jenny. Đây là mộ nè, mộ nè. Mộ đây hết nè. Nguyên khu này là mộ nè. Quý vị ơi, đây là khu mộ của thuyền nhân mình đây, rất là đông nè. Là họ chôn hết ở đây, cả mấy trăm hoặc là mấy ngàn người ở đây nè. Đó. Có một cái tượng đài mà cũng khó đọc để cầu nguyện ở đây. Rồi cầu nguyện hết những linh hồn này theo bốn cái kỷ vật của Alan và Jenny với anh Ngọc và đem về đất liền, sẽ đem tới gặp Đức Đạt Ma để cho ngài cầu siêu. Chắc Ngọc theo Jenny thì tốt cho chồng luôn. Chắc mình bỏ một miếng bánh trái với lại mình vô mình đốt nhang anh. Ừ. Dạ, phi hợp cho đốt nhang.